Với vai diễn mà anh vừa chia sẻ là nó rất đáng sợ như vậy, thì anh có nghĩ là anh sẽ cho con anh xem những thước phim đó không? Lúc quay á, con anh nó cũng thích những cái nhân vật gọi là zombie. À dạ. Mình quay gọi con, coi ba quay nè. Ba khi nào mà ba tiêu diệt zombie ba nhớ cho con coi nha ba. Dạ. Nhưng mà phim phần 1 ra thì là con cũng không được coi. Phần 2 thì chắc chắn không được coi, tại nó cũng khốc liệt hơn rồi. Về thì nói ủa ba rồi lúc đó ba có sợ không, rồi ba có gì không, thì nó không, ba cũng không có sợ, mình nó cũng có sợ. Yeah. Nhưng mà con phải biết vượt qua nỗi sợ hãi đó nha con. Hai cha con ngồi cũng nói chuyện chung với nhau cái vấn đề đó. Và các bé có bé nào có hứng thú hay có năng khiếu và muốn theo nghiệp diễn của anh không? Con trai anh có đi làm phim tốt nghiệp cho vài bạn, cũng là vai phản diện luôn. Ủa? Cũng là một cái dạng vai gọi là một cái tính cách của một đứa bé nó cũng hơi bị gọi là tâm lý, một tâm lý bị bất ổn. Dạ. Ảnh cũng vai đó mà anh coi qua màn hình được mẹ quay á, gửi anh xem rất là chuyên nghiệp nha. Thật ra thì anh cũng không có hướng các bé phải đi cái nào, có nghĩa là tùy theo tâm lý của các con, nếu các con thích thì anh vẫn ủng hộ. Cũng giống như hồi xưa cái công việc của anh vậy, ba mẹ cũng không có hướng anh phải như thế nào hết. Yeah. Quan trọng là cảm thấy thích, thoải mái, nếu mà các con thích thoải mái thì anh cũng vẫn ủng hộ thôi, chứ mình cũng không có ép các con.